đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những tin chính. Hiện trạng cầu phao Phong Châu sau khi phải tháo rời do nước sông chảy xiết. Ngày mùng 2 tháng 10, theo ghi nhận của phóng viên Việt Nam Net tại khu vực cầu phao Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, nước sông Hồng vẫn ở mức cao, chảy xiết, lực lượng công binh đã tháo rời cầu phao. Khu vực đường dẫn xuống cầu phao tại huyện Lâm Thao và huyện Tam Nông, lực lượng chức năng đã rào chắn, cấm người và phương tiện đi vào. Theo cơ quan chức năng, khi lũ rút và dòng chảy ổn định, việc vận hành lại cầu phao sẽ được thông báo sau. Tối ngày 1 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, theo thông tin của Đài khí tượng Thủy văn khu vực miền núi phía Bắc, hiện nay mực nước trên sông Thao tại Phú Thọ, Ấm Thượng đang dao động lên nhanh. Lúc 19 giờ cùng ngày, mực nước tại trạm Phú Thọ là 14,20 m, thấp hơn báo động 1 là 3,30 m. Tại trạm Ấm Thượng là 24,70 m, cao hơn báo động 1 là 0,20m. Từ đêm nay đến ngày mùng 2 tháng 10, lũ trên sông Thao tiếp tục lên nhanh với biên độ từ 2 đến 4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ tại Phú Thọ ở mức dưới báo động 1, tại Ấm Thượng ở mức báo động 3. Nguy cơ ngập lụt, sạt lở ở các vùng trũng ven sông tại các huyện Đoan Hùng, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Ba, Thanh Thủy và thành phố Việt Trì. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, do mực nước sông Thao lên cao và chảy xiết để đảm bảo an toàn cho người dân nên cầu phao Phong Châu tạm ngừng hoạt động từ 18 giờ ngày mùng 1 tháng 10 cho đến khi có thông báo mới. Trước đó vào 18 giờ tối qua ngày mùng 1 tháng 10, Lữ đoàn 249 binh chủng công binh buộc phải tháo rời cầu phao khi nhận thấy nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn, nhiều cây cối, vật cản trôi mắc vào cầu phao gây áp lực quá mức cho cầu. Nguyên nhân phải mở cầu phao sớm 4 tiếng đồng hồ so với kế hoạch là 6 giờ đến 22 giờ, đặt ra hàng ngày là do mực nước sông Hồng dâng cao, nhiều cây cối, vật cản trôi mắc vào cầu phao gây áp lực quá mức cho cầu. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, do nước lũ ở thượng nguồn đổ về, mực nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn nên Lữ đoàn 249 tạm thời cắt cầu phao từ 18 giờ chiều ngày 1 tháng 10 cho đến khi có thông báo mới. Cầu Phong Châu nối các huyện Phong Châu và Tam Nông Phú Thọ bị sập lúc hơn 10 giờ ngày 9 tháng 9. Sở bộ xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu, một xe tải, hai xe ô tô đầu kéo, 6 mô tô, một xe máy điện. Thời điểm xảy ra sự cố có 8 người mất tích, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Hiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân, đến nay vẫn còn 4 người đang mất tích. Để thuận tiện cho nhu cầu đi lại của người dân chờ xây dựng cầu Phong Châu mới, ngày 29 tháng 9, lữ đoàn 249, binh chủng công binh đã lắp đặt xong cầu phao Phong Châu Phú Thọ. Từ ngày 30 tháng 9, người dân được di chuyển qua cầu phao này. Lực lượng chức năng cho phép phương tiện di chuyển qua cầu từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe mô tô ba bánh được phép lưu thông hai chiều, vận tốc không quá 5 km/h. Đối với ô tô, chỉ cho phép ô tô con, xe bán tải lưu thông một chiều khi qua cầu, thời gian mỗi chiều lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe trên cầu không quá 30m, vận tốc không quá 10 km/h. Lý do cầu phao Phong Châu tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn, cầu phao Phong Châu tỉnh Phú Thọ phải tạm dừng hoạt động do nước sông Hồng lên cao, khoảng 18 giờ hôm nay mùng 1 tháng 10. Lữ đoàn 249 binh chủng công binh đã phải mở cầu phao Phong Châu, lực lượng chức năng tạm thời cấm đường, không cho các phương tiện xuống cầu phao. Nguyên nhân phải mở cầu phao số 4 tiếng đồng hồ so với kế hoạch từ 6 giờ đến 22 giờ đặt ra hàng ngày là do mực nước sông Hồng dâng cao, nhiều cây cối vật cản trôi mắc vào cầu phao, gây áp lực quá mức cho cầu. Theo công an tỉnh Phú Thọ, Do nước lũ ở thượng nguồn đổ về, mực nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn, nên lữ đoàn 249 tạm thời cắt cầu phao từ 18 giờ chiều nay cho đến khi có thông báo mới. Theo kế hoạch ban đầu, cầu phao Phong Châu được lữ đoàn công binh 249 lắp đặt và hoàn thiện sẽ hoạt động từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Trước đó vào 6 giờ sáng qua, cầu phao Phong Châu chính thức được thông xe để các phương tiện di chuyển qua lại giữa hai bờ huyện Tam Đông và huyện Lâm Thao. Để đảm bảo an toàn trong việc vận hành cầu, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát đi thông báo các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, mô tô ba bánh được phép lưu thông hai chiều, vận tốc không quá 5 km h chỉ cho phép ô tô con, xe bán tải lưu thông một chiều khi qua cầu, thời gian mỗi chiều lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe trên cầu không dưới 30 m, vận tốc không quá 10 km h Đặc công người nhái lặn tìm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu. Sáng 1 tháng 10, 12 người đặc công, người nhái tinh nhuệ của Lữ đoàn 126, quân chủng hải quân bắt đầu lặn tìm người mất tích và trục vớt cầu Phong Châu bị sập. Lực lượng này sẽ ra soát tổng thể từ chân cầu Phong Châu, bán kính rộng 10 km tại các khu vực nước xoáy, luồng chảy, trên cơ sở hoạt động do tìm, sẽ xây dựng kế hoạch phương án trục vớt cầu, phương tiện rơi xuống sông. Trao đổi với phóng viên Việt Nam Đại úy quân nhân chuyên nghiệp, giáo viên lặn Phạm Duy Viên, Lữ đoàn 126 cho biết, tại lòng sông Hồng quanh khu vực chân cầu Phong Châu bị sập, điều kiện thực hiện nhiệm vụ lặn rất phức tạp, gặp nhiều khó khăn. Theo ông Viên, tốc độ dòng chảy tại đây rất mạnh, nước sông đục nên khi lặn xuống, môi trường dưới lòng sông rất tối, không có loại thiết bị nào có thể soi, giả soát xung quanh. Lực lượng người nhái đã phải vận dụng hết khả năng chuyên môn, kỹ năng đã được rèn luyện và kinh nghiệm để có thể thực hiện nhiệm vụ này. Chúng tôi thả tiêu để người nhái bám vào dây tiêu và trong sáng nay đã lặn được xuống đáy sông. Qua đó lực lượng người nhái sẽ tổ chức khảo sát, đánh dấu và tìm kiếm các nạn nhân mất tích, ông Viền nói. 42 cán bộ chiến sĩ trong đó có 12 người nhái tinh nhuệ, cùng trang thiết bị chuyên dụng của Lữ đoàn 126 đã được điều động đến khu vực cầu Phong Châu bị sập. Dự kiến lực lượng người nhái sẽ lặn tìm kiếm quanh khu vực cầu Phong Châu với bán kính 10 km. Không, 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 không sao vẫn an toàn thì lo no, thì phải lo no. à vâng đương nhiên rồi chức năng của người ta trực tiếp mình rồi. xuống đây mình nhìn Mưa lớn tại Lào Cai, làng nủ tiếp tục bị chia cắt. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, từ ngày 30 tháng 9 đến sáng ngày 1 tháng 10, trên địa bàn có mưa vừa và mưa to, một số địa phương trong tỉnh tiếp tục xảy ra lũ quét trên các sông, suối, sạt lở ở một số tuyến đường gây ách tắc giao thông. Tại huyện Bảo Yên, sạt lở đoạn km số 79, quốc lộ 279 thuộc địa phận thôn Bản Bông Ba, xã Bảo Hà diễn ra rất phức tạp, bùn đất từ trên sườn núi chảy xuống lòng đường ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân. Tại km số 78, đất đá sạt lở với lượng lớn đã lấp lòng đường, khiến giao thông qua đây bị chia cắt hiện đơn vị bảo trì đường bộ đang đưa máy móc đến các điểm sạt lở để dọn đường và khắc phục hư hỏng. Bí thư đảng ủy xã Phúc Khánh huyện Bảo Yên, Vũ Thị Tư cho biết ba ngày qua trên địa bàn xã mưa lớn kéo dài, đặc biệt tại thôn làng nủ nước suối đổ về rất lớn, tuyến đường chính vào nhà văn hóa đã bị cô lập. Bà Tư cho biết thêm, khu vực tái định cư làng nủ hiện nay đã hoàn tất các thủ tục về bàn giao, đền bù cho các hộ dân tại khu vực đối xin. đơn vị thi công đang nỗ lực tập trung nhân lực và máy móc san gạt tạo mặt bằng sẵn sàng cho việc xây dựng các căn nhà cho người dân. Tuy nhiên, mưa lớn khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn. Tại huyện Bát Sát, mưa lũ đã làm 37 nhà bị ngập nước, xã Quang Kim 36 nhà, xã Bản vực 1 nhà. Ngoài ra, mưa lũ còn gây thiệt hại về hạ tầng giao thông như đường tỉnh 155, đoạn đường Mường Hum bị sạt ta luy dương gây chia cắt giao thông. Đường từ xã Trịnh Tường đi xã Y Tý, đoạn qua thôn Nà Lạc, Tùng Chỉn, xã Trịnh Tường đã bị lũ gây sụt sạt nhiều đoạn, khiến các phương tiện không thể lưu thông trên tuyến đường đi từ thôn Nậm tròn đi thôn Tả Câu Liềng, xéo phìn than và dìn phèng, xã Cốc Mỹ cũng bị sạt lở nhiều điểm, với ngầm tràn Nậm tròn bị trôi gây chia cắt giao thông. Tại thị xã Sa Pa, mưa lớn đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt ta lui trên đường tỉnh 155 qua xã Ngũ Chỉ Sơn dẫn đến tắc đường. Mưa lớn cũng khiến nước trên các suối dâng cao. Địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua ngầm tràn khi nước chảy xiết và không đi gần bờ suối để tránh thiệt hại về người và tài sản. Tại thành phố Lào Cai, nước trên suối Ngòm Đum dâng cao khiến các khu vực gần suối dọc theo quốc lộ 4D thuộc địa phận phường Bắc Cường, Kim Tân và xã Đồng Tuyển bị ảnh hưởng, gây ngập lụt. Thưa quý vị, Bên cạnh đó, trong hai ngày 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10, trên địa bàn huyện Mèo Vạc mưa lớn kéo dài, tại khu vực đèo Mã Pí Lèng, quốc lộ 4C, nước từ các khe suối trên núi đã cuồn cuộn đổ xuống đường, sạt lở xảy ra khiến giao thông bị gián đoạn. Chiều ngày 1 tháng 10, trao đổi với Vietnamnet, ông Tề Văn Lâm, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mèo Vạc cho biết, nước từ trên núi đổ xuống đường khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn, nhiều vị trí bị ủn tắc cục bộ. Theo ông Lâm, mặc dù thời tiết hiện tại đã tạnh mưa, nhưng các hộ dân quanh khu vực đèo Mã Pí Lèng thuộc hai xã Pả Vỉ và xã Pải Lùng vẫn đối diện với nguy cơ sạt lở cao. phương đã buộc các hộ dân phải di rời để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản. Theo ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang, chiều qua 30 tháng 9, mưa lớn khiến đất đá sạt lở xuống chân đèo Mã Pí Lèng tại vị trí km số 156, quốc lộ 4C. Lực lượng chức năng đã cấm các phương tiện lưu thông qua đây từ 16 đến 19 giờ cùng ngày. Ngay sau khi xảy ra sự cố trên, Sở Giao thông Vận tải đã tập trung nhân lực và phương tiện, máy móc xử lý các điểm sạt lở và đến 19 giờ tối qua, giao thông tại đây trở lại bình thường. Hiện tại, tuyến đường từ gần chân đèo đi cửa khẩu Sampun, huyện Mèo Vạc vẫn đang bị chia cắt. Một cán bộ công an huyện Mèo Vạc cho biết, sau khi nắm bắt được tình hình sạt lở tại đèo Mã Pí Lèng, đơn vị đã cử lực lượng đến hiện trường để hỗ trợ khắc phục, phân luồng giao thông và hỗ trợ du khách, người dân khỏi vùng nguy hiểm. Đến nay tại các khu vực nguy hiểm, du khách đã được hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn, cán bộ công an huyện Mèo Vạc thông tin tỉnh Hà Giang trong những ngày qua đã xuất hiện mưa lớn kéo dài, đặc biệt tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang đã xảy ra vụ sạt lở khiến 3 người chết, 2 người mất tích và 8 người bị thương.